các nhóm mà mình ở lại mình trình bày mình chia sẻ để ban tổ chức có thể là gửi lại những video này cho tất cả mọi người để có thể xem ạ. Rồi mời nhóm của cô Mão ạ. Cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn ban tổ chức rất là tuyệt vời đã cho những cái chủ đề rất là hay. Từ tất cả các anh chị em trong Zoom, trên đây là nhóm của mình. Thật ra là lúc họp Zoom riêng thì mình cũng có đưa ra một cái ý tưởng là sử dụng cái phần mềm đó là Story Jumper. Thật ra cái này thì nó tương đối là hay bởi vì mình thường là cho các con làm. Thế nhưng mà các con làm bài tập. Thế thì sau đó thì mình muốn là qua cái phần video trách nhiệm này thì mình muốn tặng lại nhóm nhà 14 muốn tặng lại Hành Trình K1 một cuốn sách để làm kỷ niệm. Vì thế cho nên mình muốn mong muốn là được làm cái cuốn sách này. Vâng, đây là phần đầu bài. Đây là đệ nhị thân của nhóm mình. Sau đó đây là quan điểm chung của cả nhà. Vâng. Đây là từng phần một, quan điểm chung. Và đây là quan điểm của cá nhân từng người. Phần mềm này tương đối là dễ dùng, rất dễ dùng ạ. Vâng. Thì mọi người có thể xem, mọi người có thể vào và mọi người có thể xem từng phần một của từng người. Vâng. Và phần này thì không phải là mình có thể làm. Và tất cả nhà. Vâng. Có cái phần ở trên này đó chính là mời cùng làm chung trên ai cũng có thể là làm vào đây được. Vậy thì cái phần mềm này thì nó có rất là thuận lợi, đó là việc mà anh chị em chúng mình chỉ đăng nhập vào cái phần Story Jumper và sau đó mình tạo một cái tài khoản bằng cái mail của mình là sẵn. Vâng, rất là dễ và nó là hoàn toàn là free. Thế sau khi xong thì mình ở đây thì mình có thể sử dụng ngay được một cái mình dùng cái chế độ public là tất cả mọi người đều xem được. Giống như hôm qua mình chỉ dùng public và mình share. Mình copy cái đường link này là tất cả mọi người đều có thể xem được cuốn sách này. Thế thì cái phần mềm này nó hay và nó thuận lợi ở chỗ là đối với các thầy cô có thể cho các con nộp bài. Vâng. Đối với các con nộp bài rất là thuận lợi. Ở đây thì học sinh của mình là nộp bài rất là nhiều và các con nộp bài nhiều và các con có thể sử dụng cái phần cả cái phần phát âm nữa đấy, các con nộp bài như này rất là thuận lợi ạ. Đấy thì vì là các con có những cái nó sử dụng bằng tiếng Anh cho nên sẽ khó hơn so với phần sử dụng tiếng Việt, thế nên là mong anh chị em chúng mình cứ thử cái phần mềm này để chúng mình làm. Ngay như cái phần bài ở đây thì 9 thành viên nhà mình đã có đầy đủ và mỗi người có thể tự làm một trang và sau đó thì chúng mình họp lại với nhau và chúng mình đưa ra cái quan điểm chung của cả nhà. Thật ra nói đi nói lại, nói gì đi chăng nữa thì vẫn quay về ba vấn đề chính, đó là rừng, đó là đại dương và đó là không khí. Vậy thì nhóm mình đã chốt lại phần này. Tuy nhiên cái phần mà nhóm mình mới làm được thì mới chỉ được gọi là đến quả xanh và quả vàng chứ cũng chưa thể được ra quả đỏ. Quả xanh và quả vàng, quả xanh là sau khi mình là xem xong mình đã đúc kết và mình đã chia sẻ với nhau và bắt đầu tuần tới là mình bắt đầu sử dụng áp dụng cái phần quả đỏ. Vâng, thì tuần sau sẽ up tiếp cho mọi người xem cái phần quả đỏ như thế nào. Đây là những cái phần mà chúng mình đã đúc kết và chúng mình sẽ đưa ra những cái như trên màn hình. Và tuy nhiên vừa nãy thì cũng có một cái bạn Hảo đã chia sẻ, mình rất cảm ơn bạn Hảo, cái phần chủ đề nước rất là hay. Tuy nhiên thì mình thì nên chia sâu thêm một cái phần đó chính là để đảm bảo sức khỏe cho chúng mình. Thì chúng mình nên ăn thực dưỡng, mình không dùng từ ăn chay. Thật ra mà nói nếu các bạn nói là ôi con vừa đọc sách xong rồi bây giờ nhà mình phải ăn chay tốt lắm. Cái đó chúng mình không làm được đâu ạ. À. Không thể làm được ngay đoạn. Vâng. Và chúng ngay bản thân mình làm cho trường mình là tất cả đều sử dụng một từ đó là ăn thực dưỡng. Các con của mình đi ăn buffet cũng là buffet thực dưỡng. Nó cũng có rất nhiều những cái món như món sườn chua ngọt nhưng sườn được làm từ đỗ và cái que sườn đó là được làm từ dừa và các đầu bếp chế biến rất là ngon. Các con vẫn không hình dung ra đâu ạ. Vâng. Và mình không thể nói ngay được là ăn chay. Vâng, thế tuy nhiên thì mình có áp dụng ngay đó chính là cái việc
sử dụng gieo rau mầm tại nhà khi mà áp dụng cái phần mà ở phần được bạn Hảo chia sẻ rất sâu sắc về vấn đề đó là ăn rau sống. Vậy thì ăn rau sống bây giờ đối với cái môi trường của chúng mình không sạch như thế này thì bắt buộc mình phải tự tạo ra rau. Vậy trồng rau mầm rất đơn giản. Các thầy cô, các anh chị em nhà mình có thể hướng dẫn các con học sinh làm cũng được. Đó là mình chỉ cần một cái rổ nhỏ và mình có một miếng vải xô và mình mua cái hạt cải, rất nhiều các loại hạt. Nếu muốn rau mà không đắng thì mình có thể mua rau muống. Còn nếu mà rau mà có thể ăn đắng được thì mình mua rau cải, hạt rau cải ạ. Một lát nữa mình sẽ đưa cái túi hạt rau cải đó để mọi người xem. Sau đó thì mình cho vào cái tấm vải đó và sau đó mình đậy nó lại, mình tưới nước hàng ngày. Rất là dễ. Còn cái thứ hai đó là cũng một cái rau bắp cải thì mình sẽ sử dụng làm cái món salad bắp cải. Salad bắp cải thì rất dễ ăn. Vâng, mình có thể trộn cả salad bắp cải trắng và bắp cải tím cho màu nó đẹp. Tuy nhiên việc đầu tiên là bắp cải nó có cái mùi hơi ngái và mình thái nhỏ, mình rửa sạch. Mình rửa sạch sau đó mình làm chín rau bằng muối. Mình ngâm muối từ 5 đến 10 phút, sau đó thì mình vớt ra và mình ngâm lại bằng nước đun sôi để nguội hoặc bằng nước đã sử dụng qua vòi lọc. Mình ngâm lại và sau đó thì mình có thể trộn dầu giấm, mình có thể trộn dầu vừng. Đấy là mình đã có thể có món salad rất ngon. Và đấy là mình những cái mà mình nhóm mình đã thực tế và áp dụng ngay. Và cái đó là mình mong muốn được chia sẻ với tất cả anh chị em. Và phần chia sẻ của mình đến đây là hết. Thật ra là hôm nay cái bài chia sẻ của mình là nhóm mình cũng sẽ dự định là sẽ có hai người chia sẻ. Mình là một trong những người bị bắt chia sẻ đầu tiên, đó là mình mang số là 03. Vậy thì số 03 để thể hiện trong môi trường Tam Bảo mình đang được hưởng. Mình rất cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn Hành Trình Văn Hóa Đọc, cũng như cảm ơn tất cả các anh chị em 92 người vẫn còn đang ngồi nghe ở đây. Đấy chính là môi trường Tam Bảo của mình. Còn bạn mà sẽ có số 02, vâng, thì bạn đã phải đi làm thi cho nên là bạn đã phải rời phòng trước. Thì bạn sẽ chia sẻ những cái giải pháp rất là hay. Vâng ạ, cảm ơn tất cả anh chị em, cảm ơn ban tổ chức đã lắng nghe phần chia sẻ của mình. Vâng, xin trân trọng cảm ơn, biết ơn tất cả mọi người, biết ơn rất nhiều.